Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện nhiệm vụ tiến công giải phóng cụm cứ điểm Đắc Pét, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập đoàn 260, bao gồm lực lượng của Sư đoàn 10, Sư đoàn 324, cùng với sự phối hợp của lực lượng vũ trang H30, H40. Với sự chuẩn bị kỹ càng, ta quyết tâm tập trung toàn bộ lực lượng tiến công bằng hiệp đồng binh chủng, tiêu diệt triệt để cụm cứ điểm Đắc Pét và lực lượng ứng cứu, giải tỏa của địch, làm tan rã hoàn toàn lực lượng bảo an dân vệ và bộ máy kìm kẹp từ quận đến xã, ấp, thu hồi đất đai, giải phóng nhân dân trong thời gian từ 2 đến 3 ngày. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, quân Mỹ phải rút hết về nước. Mọi sự chi viện, tiếp tế của địch tại cụm cứ điểm Đắc Pét phải trông chờ vào máy bay, không còn được đều đặn như trước. Duy nhất còn lại ở Đắc Pét là cái căn cứ liên hoàn của tiểu đoàn 88 ngụy quyền. Cho tới lúc này có thể nói là Ngụy cũng rơi vào thế bị động nhiều và khó khăn. Cái vận chuyển đảm bảo đời sống cho binh lính chủ yếu dựa vào máy bay vận tải. Cái hỏa lực chi viện, pháo nhỏ không với được đến Đắc Pét. Mà chủ yếu địch Đắc Pét dựa vào cái nguồn chi viện hỏa lực từ máy bay. Vận tải đảm bảo đời sống cũng dựa vào máy bay. Cho nên đời sống của binh sĩ trong cái cứ điểm Đắc Pét có thể nói là rất khó khăn. Đây là thời cơ chín muồi để ta tiến đánh Đắc Pét giải phóng H30, H40. Đầu tháng 5 năm 1974, đoàn 260 đã hoàn thành bước chuẩn bị chiến trường, kế hoạch, bộ đội, vật chất, sẵn sàng rời vị trí tập kết vào chiếm lĩnh trận địa đúng kế hoạch. Đúng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 1974, chỉ huy đoàn 260 quyết định bắt đầu nổ súng. Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút, pháo binh bắn vào các mục tiêu, đợt 1 từ 8 giờ đến 9 giờ 40 phút, đợt 2 từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút. Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ, pháo chuyển bắn vào các mục tiêu K, I, E, H, Q, phá hủy chỉ huy sở, nhiều lô cốt công sự, hỏa điểm, nhất là trên các khu vực đột phá của bộ binh. 10 giờ 32 phút, tư lệnh đoàn 260 ra lệnh mở cửa. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 Nguyễn Đình Kiệp cho các tổ mở cửa đánh mìn định hướng và bộc phá. Sau 11 phút nổ mìn liên tiếp, tiểu đoàn 7 mở xong cửa vào cứ điểm A, dùng mìn DH đánh tiếp để xe tăng dẫn dắt bộ binh xung phong. 11 giờ 5 phút cửa thông. Tiểu đoàn 8 mở cửa vào cứ điểm B, hoàn thành lúc 10 giờ 53 phút. Sư đoàn nói rõ là được tăng cường một cái đại đội xe tăng của tiểu đoàn của đại đội 9, tiểu đoàn 3 của lữ 273 của mặt trận B3. Và có được sự chi viện của hỏa lực pháo mặt đất, pháo cao xạ để mà tiêu diệt cùng cái điểm đó. Trong quá trình tác chiến thì là phải hỗ trợ cái lực lượng vũ trang địa phương là vận động quân chúng nổi dậy, tức là trong cái Đắc Pét, xung quanh cái Đắc Pét là căn cứ Đắc Pét thì nó có các cái cụm dân cư mà nó dưới quyền quản lý của thương địch. Khi ta chưa đánh thì nhiệm vụ là vừa là tác chiến đánh tiêu diệt cái tiểu đoàn 88 của cái quân biệt động Sài Gòn, nhưng mà đồng thời phải hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương là vận động quân chúng nổi dậy giành chính quyền và để là giải phóng cho nhân dân xung quanh vùng ấy. Trên hướng thứ yếu tây tây nam, trung đoàn 3 sư đoàn 324 cho nổ mìn mở cửa vào cứ điểm D và phá thông hai hàng rào lúc 10 giờ 20 phút. Đến 11 giờ 6 phút, tiểu đoàn 8 tổ chức mở thông cửa vào cứ điểm H. 11 giờ 40 phút, ta mở thông hai hàng rào vào cứ điểm K. Đến 11 giờ 50 phút, ta
ta đã làm chủ cứ điểm K và lần lượt tiến đánh các cứ điểm còn lại. Dưới sự yểm trợ của xe tăng, bộ binh ta đồng loạt xung phong đánh chiếm cứ điểm A, nơi ẩn nấp của đại đội chỉ huy công vụ và một trung đội dự bị của địch. Đánh và tiêu diệt cùng Đắc Bét này là trận chiến cuối cùng. Khi lực lượng của ta đã mạnh, cho nên là chiến thắng thì vang dội, thực hiện được là cái nhổ được cái cứ điểm cùng cứ điểm của địch, có tính chất là chốt về chiến dịch và chiến lược ở trong chiến cuộc năm 1974-75 để là tiến tới giải phóng miền Nam thông đường Trường Sơn, mà đại tướng Võ Nguyên Giáp nói là đồng mạch chủ, cái đường vận chuyển của quân đội ta là phát triển lực lượng. Sau 4 giờ chiến đấu, ta đã tiêu diệt và bắt 586 tên địch, phá hủy toàn bộ lô cốt hầm ngầm của địch, bắn cháy một máy bay. Cụm cứ điểm chính bị đánh chiếm, tiểu đoàn 88 biệt động cơ bản bị tiêu diệt, giải phóng 3.000 dân trong 8 xã, 10 ấp chiến lược khỏi ách kìm kẹp của địch, đồng thời khai thông tuyến đường chiến lược Đông Trường Sơn. Đây là trận đánh xuất sắc, đạt tốc độ và hiệu suất chiến đấu cao và đạt thắng lợi về cả mặt quân sự và chính trị.